Cảnh báo sớm Tân Sửu 1961 sau 15 ngày đầu tháng tư âm lịch, tránh được họa lớn tiền bạc rủng rỉnh. Phong thủy phát tài hoan hỉ chào đón sự trở lại của quý vị khán thính giả trong video bói mệnh tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Phong thủy phát tài ngày hôm nay. Thưa quý vị, quy mô của những phước lành quyết định chất lượng cuộc sống của chính chúng ta, nhưng chính hành vi của mỗi chúng ta mới quyết định được những phước lành của chúng ta. Người thiện thì phúc chưa đến, tai họa đã rời xa. Người ác tuy rằng họa chưa tới thì chắc chắn phúc đã chẳng còn. Phúc đã không còn thì chẳng mong có chuyện lành nào có thể tới. Trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Phong thủy phát tài đi tìm hiểu về mệnh số của con giáp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 15 ngày đầu tháng tư âm lịch. Liệu con giáp này cần phải kiêng kỵ những gì để có thể bước sang tháng mới may mắn và phúc lộc hơn? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Cảnh báo sớm Tân Sửu 1961 trong 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch, tránh được họa trời, tiền bạc rủng rỉnh. Theo tử vi 15 ngày đầu tháng 4 năm 2024, tuổi Tân Sửu âm lịch, bước sang tháng mới, cuộc sống của người tuổi Tân Sửu có thuận lợi, cũng có khó khăn. Khuyên bạn phải có cách tùy cơ ứng biến trong những trường hợp khác nhau, tránh chuyện bé xé ra to, tự đẩy mình vào rắc rối. Tam hợp chiếu mệnh, nhìn chung công việc của bản mệnh vẫn tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên những thành tích bạn gặt hái được có thể sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, ngấm ngầm bày trò hãm hại. Phương diện kinh tế có dấu hiệu khởi sắc. 15 ngày đầu tháng, quan hệ xã giao, nhìn chung hài hòa, nên bản mệnh có thể xúc tiến việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, đừng tin theo lời rủ rê lôi kéo của người ngoài. Giả sử có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tuổi Tân Sửu dù không nổi bật nhưng vẫn luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người, trong đó có thể có quý nhân. 1. Tử vi sự nghiệp. Người tuổi Tân Sửu có thể gặt hái được nhiều thành công tốt trong công việc vào 15 ngày đầu tháng 4 này. Bản mệnh biết rõ điểm mạnh của mình là gì để phát huy đúng lúc, đúng chỗ nên thường được lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm suy nghĩ của mình với tập thể. Rất có thể bạn sẽ nhận được sự tán thành và ủng hộ của nhiều người xung quanh. Đóng góp của bạn có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi mới trong công việc, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng thời gian qua. Tuy nhiên dù có đạt được thành công đến mấy, bạn cũng đừng trở nên kiêu căng ngạo mạn. Cách hành xử không đúng đắn có thể khiến bạn đắc tội kẻ tiểu nhân hoặc gây tổn thương cho người khác lúc nào không hay. Tốt nhất bạn vẫn nên dành thời gian lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt giữa mọi người bởi ai cũng có những điểm mạnh riêng. 2. Tử vi tài lộc. Theo tử vi 15 ngày đầu tháng 4 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, phương diện tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bạn chăm chỉ làm việc cống hiến thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương lấy được lòng tin của lãnh đạo nên thường được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng. Dù phải vất vả nhưng hãy cố gắng hết sức, bạn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí được cất nhắc tăng lương nếu công việc đạt kết quả tốt. Với người làm kinh tế, nhân thời điểm các mối quan hệ xã giao đều khá thuận lợi, bạn có thể tranh thủ ký kết hợp đồng với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng đối diện với thử thách. Bạn sẽ thấy nhiều cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt. Có điều trong 15 ngày đầu tháng vẫn sẽ có những thời điểm kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá. Khuyên bạn nên kiểm chứng rõ ràng thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng nghe theo lời rủ rê lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy. Kể cả trong những công việc quen thuộc, bạn cũng cần tập trung chú ý, chớ chủ quan, kẹo phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. 3. Tử vi gia đạo. Xem tử vi 15 ngày đầu tháng 4 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, phương diện gia sự của người tuổi Tân Sửu cũng có những khởi sắc tích cực trong tháng 4 này. Khuyên bạn hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của bản thân, chăm chút ngoại hình hơn và chú ý cư xử thì không thiếu những đối tượng chủ động tiếp cận.
Với người đã lập gia đình, bạn quý trọng những gì mình đang có, nên luôn cố gắng dành thời gian và giúp đỡ những người thân yêu. Cũng nhờ vậy mà gia sự giữa mọi người ngày càng trở nên gần gũi và gắn bó hơn. Nếu có khó khăn gì trong công việc, bản mệnh đừng ngại tâm sự, trao đổi với nửa kia của mình. Người thân có thể đưa ra những gợi ý hữu ích giúp bạn nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ mới mẻ hơn, hoặc ít nhất bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. 4. Tử vi sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Sửu có dấu hiệu suy giảm nhẹ dưới tác động của ngũ quỷ, hung tinh, song không đáng lo ngại. Chỉ cần bạn nghỉ ngơi hợp lý, khoa học thì cơ thể sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Khi làm việc chân tay hoặc khi tham gia giao thông, hãy chú ý an toàn, kẻo xảy ra những sự cố đáng tiếc. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất ổn thì nên đi khám chữa ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh tình trở nặng. Khẩu quyết: quan hệ xã giao tốt đẹp, thích hợp ký kết hợp đồng. Quý nhân: Hợi, Tý. Tiểu nhân: Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn: xám, nâu. Để dung con giam tuổi Tân Sửu có thể lên kế hoạch chi tiết cho 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch của mình, sau đây là luận giải từng phần, từng ngày cho con giáp. Hãy cùng theo dõi nhé. Đầu tiên là ngày mùng 1, 2, 3. Ngày mùng 1, 2, 3, vận trình của tuổi Tân Sửu không khả quan. Bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót, trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Tân Sửu có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói. Trong chuyện tình cảm, hôm nay tuổi Tân Sửu có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về gia sự của mình. Về sức khỏe, tuổi Tân Sửu cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày, bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa. Tiếp theo là các ngày mùng 3, 4, 5. Tuổi Tân Sửu là người có năng lực, nhưng bạn không nên quá tự cao, bản thân là nhất trong ngày này. Trong công việc phải biết đến cả sự khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé. Chuyện gia đạo trong ngày hôm nay không như ý, làm bạn buồn và khó tập trung trong công việc. Dẫu biết gia sự là quan trọng, nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu hôm nay đang có dấu hiệu báo động, cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt. Lời khuyên cho tuổi Tân Sửu là hãy ăn uống tầm bổ thêm, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng. Tiếp theo là ngày mồng 6, 7, 8. Tuổi Tân Sửu cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong hôm nay. Đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn phải dễ tăng ca buổi tối. Chính vì vậy tuổi Tân Sửu cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng. Tiền bạc dư giả, tuổi Tân Sửu nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân, phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu tuổi Tân Sửu tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu. Có thể tuổi Tân Sửu đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình. Tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tiếp theo là ngày mồng 9, 10, 11. Nếu tuổi Tân Sửu có ý định thực hiện một việc quan trọng trong hôm nay, tử vi khuyên bạn nên biết tự lượng sức mình. Vận trình của tuổi Tân Sửu trong ngày này cho thấy nếu bạn một mình đơn độc thì rất bất lợi, khó thành công. Bạn cần phải nương nhờ sức của người khác và cần có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi. Việc mưu tính của tuổi Tân Sửu cần phải sự hợp sức, chung lòng của nhiều người thì mới thuận lợi và thành công. Ngoài ra nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều người, bạn bè đông đảo thì việc làm ăn của bạn càng chắc chắn tốt đẹp. Vấn đề tiền bạc của tuổi Tân Sửu cũng khá thuận lợi, bạn không nên chê các món lợi nhỏ. Nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn, bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn cần phải có sự hùn hạp đông người.
nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn. Gia đạo có tiệc tùng đình đám vui vẻ hoặc có sự họp mặt gặp gỡ của bạn bè người thân. Trong gia sự vợ chồng cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau. Bạn không nên vui chơi bè bạn mà sao nhãng gia đình. Có sự đồng vợ đồng chồng thì việc gì khó khăn đến đâu cũng giải quyết một cách dễ dàng. Tiếp theo là ngày 12, 13, 14. Hôm nay tuổi Tân Sửu được thần tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt. Bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt, cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Tân Sửu về phương diện tình cảm. Bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia của mình, nên mỗi khi vướng mắc vấn đề gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Tiếp theo là ngày 15, 16, 17. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, trong ngày, tuổi Tân Sửu dễ trở nên bốc đồng và sốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây tai họa cho con giáp này, không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai. Về phương diện tài lộc, tuổi Tân Sửu có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn, trong khi các khoản chi tiêu lại nhiều. Làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng. Vận trình gia sự của tuổi Tân Sửu trong những ngày này ở mức trung bình. Bản thân và gia đình đang ở trong giai đoạn trùng xuống. Gia đạo thăng hoa cũng là chân xúc tác tốt để phương trình hóa học dẫn đến thành công diễn ra nhanh hơn bạn nhé. Tiếp theo là các ngày 18, 19, 20. Cục diện xấu trong tử vi ngày khiến tuổi Tân Sửu phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, thì trước tiên bạn cũng nên xem lại mình, chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm, bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó. Vị trí những vì sao trong ngày còn cho thấy tuổi Tân Sửu và người thân của mình chưa thực sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô ý nói lời tổn thương người thân chỉ vì những quan điểm khác biệt. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thông cảm cho nhau hơn bạn nhé. Tiếp theo là tử vi ngày 21, 20, 22. Xem tử vi hôm nay, tuổi Tân Sửu chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt. Vận trình gia sự của tuổi Tân Sửu trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn bất đồng trước đó mà quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ. Tiếp theo là ngày 24, 25, 26. Tử vi ngày khuyên tuổi Tân Sửu nên hài lòng với hiện tại của mình. Trong công việc, bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt. Công việc như thế nào, cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao. Mọi việc bạn hãy thuận theo tự nhiên, sẽ yên lành tốt đẹp. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhanh chóng nhận lời, không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Tiền bạc thu hoạch dễ dàng nhưng cũng không nên quá cao vọng, không nên chê các món lợi nhỏ. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển,
không nên nóng nảy, dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi. Bạn nên dùng gia sự sẽ thành công. Trong việc làm ăn, nếu gặp chuyện trái ý hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, tuổi Tân Sửu cũng không nên bất mãn, sẽ có sự thuận lợi về sau. Này tuổi Tân Sửu có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình, nhưng bạn cũng không nên buồn phiền, cẩn thận về lời nói lẫn trong cách cư xử. Tuy là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ gây mất lòng. Dù bận rộn công việc, bạn cũng nên quan tâm đến gia đình, chăm sóc người thân và hướng dẫn làm các việc phúc thiện. Điều căn bản này sẽ tốt cho bạn về sau. Nếu đã hứa hẹn nên có sự giúp đỡ cho người thân về tiền bạc hoặc cho vay mượn, không nên quá tính toán. Tiếp theo là ngày 27, 28, 29. Tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng niềm vui với tuổi Tân Sửu sẽ không được trọn vẹn bởi đường gia đạo lại không được thuận lợi. Bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện gia đình. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau, nhưng khi bất đồng ý kiến, không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương, khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng. Cuối cùng là ngày 30. Xem tử vi ngày hôm nay có những tín hiệu cho thấy tuổi Tân Sửu sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc, nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng. Tuổi Tân Sửu hãy thật tỉ mỉ và thận trọng, không nên nóng vội, thành quả vẫn đang chờ bạn phía trước. Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Tân Sửu cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, trên đây Phong Thủy Phát Tài đã luận giải chi tiết cho quý vị về bản mệnh của mình trong thời điểm 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Tiếp theo chương trình là phần Phong Thủy Tâm Phúc. Cùng theo dõi để cải mệnh, cải vận, hiểu đạo, hiểu đời quý vị nhé! 7 mẹo phong thủy tài lộc cho gia chủ tiền bạc dồi dào, muốn nghèo cũng khó. 1. Cất tiền ở đâu để tài lộc sinh sôi? Khi tiền bạc dồi dư, chớ nên nghĩ tới chuyện tiêu sao cho hết, mà nên có kế hoạch sử dụng hợp lý. Một khoản dành cho đầu tư sinh lời, một khoản để tiết kiệm phòng khi thất bát. Đây là hai khoản tiền lúc nào cũng nên có trong nhà. Tiết kiệm tiền cũng là một trong những cách mà người Việt chúng ta hay áp dụng để tăng tài lộc. Khi số tiền tiết kiệm đủ lớn thì còn có thể đem ra bù vào khoản vốn đầu tư kinh doanh nữa. Tuy nhiên, theo thói quen, chúng ta chỉ nghĩ tới việc tiết kiệm tiền ra sao, để tiền ở đâu cho an toàn, cho lời lãi được nhiều, chứ không mấy quan tâm đến phong thủy tài lộc. Kỳ thực, vị trí bạn đặt tiền trong nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của bạn. Vậy đặt tiền ở đâu cho tài lộc ngày càng tăng tiến? Ngoài việc gửi ngân hàng, nhiều gia đình chọn cách mua két sắt về nhà để tiền. Nhưng nếu bạn biết và áp dụng mẹo phong thủy tài lộc này, thì tiền trong két sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Cùng tài lộc là nơi gia chủ nên cất trữ tiền bạc. Trong phong thủy bát trạch, cung tài lộc nằm ở hướng đông nam. Chính vì thế mà gia chủ muốn tăng tài vận, hút tài lộc thì nên xem hướng nhà, còn để tiền tiết kiệm ở vị trí này trong nhà. Cung tài lộc sẽ thu hút dương khí cùng những trường khí tốt. Đặt tiền bạc ở đây cũng được hưởng cát khí nên không ngừng sinh sôi nảy nở, giúp gia chủ ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào, tài vận tăng cao như diều gặp gió. Nghèo khó chẳng còn bởi đã bị bỏ lại phía sau, đổi vận trở thành đại gia. 2. Đồ đạc trong nhà nên làm bằng gỗ. Cùng tài lộc thuộc mộc, chính vì thế mà theo phong thủy nhà ở, đồ gia dụng bằng gỗ sẽ cực kỳ tốt để tăng tài vận. Gỗ là chất liệu hút tài lộc, tăng tiền tài. Ngoài đồ đạc sử dụng hàng ngày, nhà cửa được trang trí với tranh ảnh mang hành mộc như tranh phong cảnh cây lá, rừng già sẽ giúp tài vận thêm thịnh vượng. Với mẹo phong thủy tài lộc này, chắc chắn gia chủ sẽ không quá lo về chuyện tiền bạc bởi tài lộc hết rồi lại có. 3. Nhà cửa thông thoáng gọn gàng.
Muốn vận may tăng cao thì dòng chảy tài lộc vào nhà phải được hanh thông, lưu thông luân chuyển thuận lợi khắp nhà, từ vị trí cửa ra vào đến mọi ngóc ngách trong nhà đều phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, tránh kê nhiều đồ đạc quá mức khiến cho không gian trong nhà trở nên nhỏ hẹp, chật chội, không còn chỗ cho vượng khí vận hành. 4. Tránh để vật dụng hành hỏa ở hướng đông nam trong nhà. Như đã nói ở trên, cung tài lộc nằm ở hướng đông nam trong nhà, mà cung tài lộc lại thuộc hành mộc, nên nếu đặt những vật dụng hành hỏa ở vị trí này trong nhà sẽ khiến cho ngũ hành tương xung. Mộc hỏa tương khắc, lửa đốt cháy gỗ, chẳng những may mắn không tới mà tiền bạc còn bị thiêu đốt, tài lộc tổn hao. 5. Trang trí màu sắc hợp phong thủy. Màu sắc trong nhà nếu được lựa chọn thích hợp theo phong thủy thì sẽ giúp cho tài lộc thêm phần tăng tiến. Nếu sử dụng những màu sắc thuộc hành mộc, thổ sẽ có lợi hơn cho tài vận của gia chủ. 6. Tránh để nhà cửa tối tăm. Nhà cửa u tối sẽ thu hút những nguồn năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ, khiến cho gia chủ làm ăn khó khăn, dễ gặp thất bại. Căn nhà tốt nên có ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, bởi ánh sáng trong phong thủy chiếm vị trí rất quan trọng. Nếu nhà tối quá, có thể giải quyết bằng việc trổ thêm cửa sổ hoặc bài trí đồ đạc hợp lý hơn. Hướng đông nam trong nhà là cung tài lộc, càng phải sáng sủa. Nếu vị trí này quá tối tăm, u ám, gia chủ nên xem xét lắp thiên đèn chiếu sáng ở đây. 7. Tránh để tủ lạnh, hũ gạo trống không. Hũ gạo hay tủ lạnh trong nhà đều là nơi trữ thực phẩm. Hũ gạo đầy ắp, tủ lạnh nhiều đồ sẽ tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào của gia chủ. Hai thứ này trong nhà nên được bổ sung thực phẩm liên tục. Bạn chớ nên để chúng trống không một thời gian dài, dễ khiến cho tài lộc bỏ đi mất. Sau đây là các kiến thức cổ nhân nhắc nhở về 5 đặc điểm người càng sống càng bạc phước. Cùng theo dõi để cải thiện chính mình, quý vị nhé! Nhận diện ngay lập tức những đặc điểm người càng sống càng bạc phước để tránh xa nếu không muốn cuộc sống tương lai của mình rơi vào khó khăn. Trong cuộc sống, chúng ta thấy ai thành công thì ngưỡng mộ, thấy người nghèo khó thì thương cảm. Nhưng cái mà chúng ta cần nhận diện rõ nhất đó chính là phước của mình, phước của họ bao nhiêu. Thực tế hàng ngày chúng ta làm quá nhiều việc, làm hao mòn phước đức của mình mà không hay biết. Cổ nhân cũng đã chỉ ra đặc điểm của người càng sống càng bạc phước như sau để cảnh tỉnh con cháu mình. 1. Hay nói dối. Có thể bạn ngay lập tức muốn phản đối rằng mình nói dối một chút thì chẳng hại tới ai. Thế nhưng đừng cho rằng lời nói dối của mình vô hại, vì đó chỉ là thứ bạn tưởng thế. Còn sự thật thì cho dù nói dối giúp người đi chăng nữa, bạn nào đoán biết hết được những điều khó lường xảy ra sau lời nói dối của mình như thế nào? Liệu nó có làm hại tới ai? Trong khi đó, nhân quả vẫn vận hành khách quan. Bạn gây ra vấn đề cho người khác thì chắc chắn cuộc sống của bạn cũng khó mà thuận lợi. Có thể cuộc sống của bạn ở hiện tại vẫn sung túc nên bạn không lấy làm lo lắng, vẫn thản nhiên nói dối như một thói quen khó bỏ. Nhưng cứ mỗi lời nói dối phát ra thì phước của bạn hao mòn dần. Tới khi không cứu vãn nổi thì bắt đầu làm ăn thất bát, mọi người quay lưng, nợ nần chồng chất. Khi đó muốn hối cải sửa sai cũng đã quá muộn rồi. 2. Thích so bì. Tâm lý so sánh là bản năng của chúng ta. Ta thường không thích ai có cuộc sống, những người có điều kiện tốt hơn mình. Thế nhưng đó là dấu hiệu của người có lòng dạ hẹp hòi. Nhìn thấy người khác sống tốt là không vừa mắt. Khi họ nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân và người khác, họ sẽ chẳng tính tâm mà suy nghĩ phản tình, khiêm tốn học điều tốt của người khác. Chính từ tâm so bì này đã bắt đầu nhen nhóm những hạt giống xấu trong tâm trí của chúng ta. Sau này nó sẽ tạo nên những hậu quả lớn mà có thể chúng ta bao biện rằng mình vô tình, không cố ý. Thế nhưng tâm ác này không nên xem nhẹ. Nếu bạn đang có nó thì tìm cách dẹp bỏ nó càng sớm càng tốt. Thực tế là khó có chút ganh tị hay so bì khi ai đó có cuộc sống tốt hơn mình. Quan trọng là khi tâm lý này khởi lên, hãy gạt nó sang một bên bằng cách tự nhắc nhở bản thân. Có thể mình chưa biết hết điểm mạnh của họ, người ta xứng đáng có được điều đó. 3. Phàn nàn về gia đình. Chuyện trong nhà mình, người ngoài khó biết hết mọi chuyện tỏ tường. Nếu mình cứ kêu ca về những gì chưa tốt, họ sẽ có xu hướng nghĩ rằng mình đang có cuộc sống tệ hại. Họ cũng không biết mặt tốt đẹp trong gia đình bạn vì thường bạn không có kể. Việc này vô tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến bao gia đình tan vỡ.
Thế nên tốt hơn hết, đừng mang chuyện không hay trong gia đình đi kể lể nếu không muốn cuộc sống của mình khổ sở hơn. Phước lực của bạn có chừng nào, hưởng chừng đó. Nhớ rằng kêu ca chỉ làm bạn tổn phước hơn, chẳng có chút ích lợi nào ở đây cả. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình nào cũng có cái khổ, cái khó riêng của mình. Thế nên việc của chúng ta là nên nhìn vào mặt tích cực và tiếp tục phát huy nó. Khi một người trong tâm lúc nào cũng tràn đầy sự lạc quan, hy vọng, thì hạnh phúc sớm muộn cũng mỉm cười. Càng oán hận thì các vấn đề sẽ càng phức tạp. 4. Không nhận diện được lòng tham của mình. Lòng tham không phải khi nào cũng dễ nhận diện, không chỉ tham tiền. Có người còn tham làm việc tốt, tham làm kiến thức, tham thành tích, tham danh vọng. Tất cả những tham lam đó do dục vọng lôi kéo đều dự báo hậu quả khôn lường. Không thiếu những ví dụ về những người vô cùng giàu có, của ăn của để không tiêu hết, nhưng lại vì lòng tham của mình mà rơi vào vòng lao lý, thậm chí bị tử hình. Người có lòng tham, dù là nhiều tiền, cũng chưa cảm thấy đủ. Lúc nào cũng thấy mình khổ sở, làm người phải biết đủ thì mới có thể thường xuyên cảm nhận được niềm vui. Người không biết đủ thì sớm muộn cũng rơi vào cạm bẫy của lợi ích. Lòng càng tham thì sẽ càng bị sa lầy càng sâu. Vậy nên chúng ta cần quan sát nhận diện ra nó và tiết chế lòng tham của mình lại. Thế nhưng điều khó nhất trên đời mà ít người làm được là kiềm chế bản thân. Muốn thành công trong cuộc sống, bạn cần có kỷ luật. Kỷ luật chính là điều kiện tiên quyết để một người có xuất phát điểm bình thường nhưng lại có thành tích đáng ngưỡng mộ. 5. Tập trung vào điểm chưa tốt của người khác. Có nhiều người không giỏi soi lỗi của mình nhưng lại quá xuất sắc khi đi soi lỗi của người khác, thường xuyên chỉ trích, nói xấu họ khi có cơ hội. Họ cứ tưởng mình xuất sắc nên xem thường người khác, nhất là khi người khác vừa mở lời thì họ lập tức phản bác, chỉ ra nhược điểm của bản thân, khiến họ xấu hổ và đánh mất đi thể diện. Còn khuyết điểm của chính mình thì kiểu người này lại vô cùng khoan dung, không cho phép người khác bêu dếu. Những lời nói này một khi được lan truyền ra, đến tai người bị nói xấu, thì đó chẳng phải bản thân đang tự tạo ra rắc rối cho chính mình hay sao? Họa từ miệng mà ra, câu nói này quả không sai, lời nói cũng có sức sát thương rất mạnh. Bởi vậy, bất kể là lời nói bản thân hay nói về người khác, thì cần nói những lời khách quan, chính diện và tích cực. Những người chỉ tập trung vào điểm chưa tốt của người khác chỉ càng chứng tỏ bản thân chưa tu dưỡng đủ. Họ còn đang tự hạ thấp đi giá trị của chính mình. Điều quan trọng là họ cũng đã và đang làm hao mòn đi phước đức mà không hề hay biết. Thử hỏi nếu bạn có cơ hội làm ăn tốt đẹp, muốn chia sẻ cùng ai đó, bạn có dám nói với những người này? Chắc chắn là không, vì chỉ tại cái miệng của mình, họ có thể phá tan cơ hội của hai người bất cứ khi nào. Video xin đừng kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng mang đến nhiều nội dung thú vị và hữu ích hơn trong tương lai. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Cảm ơn và chào tạm biệt.